Một căn villa mini hướng đông nam, ngang 5 mét rưỡi, sâu vào 18 mét, thiết kế một trệt một lầu. Tọa lạc trên trục đường Quang Trung thông ra Nguyễn Văn Khối, thuộc phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một căn nhà rất đẹp và tặng kèm full nội thất nha quý vị. Đặc biệt nhà có phòng ngủ tầng trệt dành cho người già. Quý chị, cô chú, cô bác sẽ cùng em Hùng vào tham quan căn nhà này nhé. Căn nhà này chúng ta thì sẽ có nhà đậu xe này, đây là nhà đậu xe máy nhé. Với giá bán hơn 6 tỷ thôi là chúng ta sở hữu một căn nhà rất là rộng, ngang tới 5,5 mét, sâu vào 18 mét, thiết kế một trệt một lầu, 4 phòng ngủ, tặng kèm full nội thất. Nhà thì sẽ có nhà đậu xe máy rồi có phòng khách này. Phòng khách thì có bộ salon kết hợp với tủ kệ tivi, hai bên tường có ốp nhựa trang trí, có đèn led đèn chiếu sáng. Phía giữa nhà đây thì quý vị sẽ có không gian phòng bếp sau, không gian phòng khách và cầu thang. Và phía sau nhà thì chúng ta sẽ có một không gian phòng ngủ tầng trệt dành cho người già, cũng như trên lầu thì quý vị sẽ có sân thượng, sân phơi, sân vườn và quý vị sẽ ra bên ngoài tham quan con đường nha quý vị. Đây là con đường trước nhà này, một con đường tầm 3,5 mét nhé. Đường này thì xe hơi vào tới cửa nha mọi người. Căn nhà nằm trên trục đường Thống Nhất thuộc đường Quang Trung thông ra thuộc đường Nguyễn Văn Khối thuộc phường 8 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát trường học Lương Thế Vinh và Nguyễn Công Trứ, cũng như là kề bên công viên làng Hoa. Và chúng ta sẽ cùng vào bên trong để tham quan căn nhà này nha quý vị. Chúng ta thì sẽ có một lối đi vào này quý vị. Lối đi vào này tầm 1,5 mét nhá. Có hàng rào và có trồng cây xanh xung quanh. Và mặt tiền thì ngang tới 5,5 mét này quý vị nhìn này. Bên trên trồng rất là nhiều lan, nhiều cây kiểng. Và có ban công, khu vực phơi đồ giặt đồ, một trệt một lầu thôi nhá. Đi xong vào cái lối đi vào căn nhà thì quý vị sẽ có sân đậu xe máy. Sân này chúng ta đậu được 4-5 chiếc xe máy này. Có thêm tủ giày dép và tủ nón để đồ nhá. Bên trên thì có lập mái và có đổ bê tông ra bên ngoài, cũng như đóng nhựa. Nhà thì sẽ có lớp cửa chính, lớp cửa nhôm sinh pha 4 cánh này. Vào trong không gian phòng khách thì chúng ta sẽ có bộ salon dưới nền ốp gạch 80, tủ kệ tivi, tủ rượu, tủ kệ để đồ và hai bên tường có ốp nhựa lên cao phun trần. Bên trên có đèn led, đèn chiếu sáng và đèn trần rất là đẹp. Phía sau không gian phòng khách của căn nhà thì quý vị sẽ có không gian phòng bếp ở dưới nhà, kế bên là không gian cầu thang. Phòng bếp thì có tủ bếp trên dưới đóng phun trần, khu vực để tủ lạnh hai cửa, khu vực để bếp âm, bồn rửa chân bát, sắc kệ đến bát và máy hút mùi. Ngay kế bên không gian phòng bếp thì quý vị sẽ có không gian vệ sinh ở dưới cầu thang này, phòng vệ sinh với bồn cầu, vòi tắm hoa sen và gương soi, và một không gian phòng ngủ rất là rộng như tầng trệt dành cho người già. Chúng ta sẽ có giường ngủ 2,2 m, chăn ga gối đệm, bàn trang điểm, tủ áo, máy lạnh và cửa sổ ra khu vực giếng trời. Căn nhà này đang được chủ nhà chào bán với mức giá là 6.900.000 đồng còn thương lượng. Hướng đông nam nằm trên trục đường Quang Trung thông ra trục đường Nguyễn Văn Khối thuộc phường 8 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh nhé. Một căn nhà với diện tích khuôn viên đất là ngang 5,5 m, sâu vào là 18 m, diện tích công nhận trên sổ là 92 m vuông, phun thổ cư, pháp lý giấy tờ sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Quý anh chị, cô chú, cô bác quan tâm căn nhà đẹp này thì alo ngay về cho em Hùng theo số hotline 0918 178 647 để chúng ta đến tham quan và sở hữu trực tiếp nha quý vị. Và di chuyển theo cầu thang đi lên thì quý vị sẽ đến với không gian lầu trên này. Đầu trên thì quý vị có tiếp tục các phòng ngủ bên trên với phòng ngủ số 2 này. Phòng ngủ này thì có giường ngủ 2,2 m, chăn ga gối đệm, bàn trang điểm, cửa sổ ra khu vực giếng trời, tủ áo âm tường, máy lạnh Capper, vệ sinh trong cho không gian phòng ngủ số 2 này luôn. Một trệt một lầu đúc thật nha mọi người. Đây là không gian phòng số 2, phòng rất là rộng rãi luôn quý vị. Phòng này thì rộng, thoáng, đẹp và có đầy đủ nội thất, cũng như là có cửa sổ ra khu vực giếng trời, cửa sổ ra sân thượng, ban công. Vệ sinh thì với bồn cầu, lavabo rửa mặt bên ngoài, bên trong là vòi tắm hoa sen và gương soi đèn led, có cả quạt hút mùi. Căn nhà một trệt một lầu này có diện tích lên tới 92 m², đất phun thổ cư, nằm ngay trung tâm phường 8 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát bên trường học Lương Thế Vinh, trường cấp 3 Nguyễn Công Trứ và công viên làng Hoa, chợ và nhà thành Thông Tây. Đây là không gian cái phòng số 3. Phòng này chúng ta cũng có giường ngủ 2 m, chăn ga gối đệm, cửa sổ và cửa ra ban công mặt tiền chính, tủ áo, bàn trang điểm, tủ kệ để đồ và có vệ sinh trong. Với giá bán là 6.900.000 đồng và còn thương lượng thêm, chúng ta sở hữu một căn nhà rất là rộng với bề ngang lên tới 5,5 m, độ dài lên tới 18 m, diện tích công nhận số là 92 m, có lối đi riêng vào rất là đẹp luôn nha quý vị. Và căn nhà này thì có hướng chính đông nam. Quý vị đang đến với không gian hành lang đi ra bên ngoài mặt tiền và không gian phòng số 4 này. Đây là không gian phòng số 4 này quý anh chị. Phòng số 4 thì chủ nhà chưa có làm nội thất nhá. Này thì anh chị chủ nhà đang để trống này. Có vệ sinh trong, có khu vực gắn máy lạnh. Và phòng này thì quý vị có thể làm phòng ngủ, phòng thờ, phòng sinh hoạt chung tùy gia đình mình.
Vì phòng này nằm phía đằng trước, nhiều nhà thì người ta có thể làm phòng thờ, nên anh chị chủ nhà chưa có gắn nội thất nhé. Có cửa sổ ra mặt tiền chính, có khu vực gắn máy lạnh và có vệ sinh trong luôn. Và tiếp tục đây, ngoài đây sẽ là không gian sân thượng của căn nhà. Một trệt một lầu, ngang 5m5, sâu vào 18m, một căn biệt thự trệt, sân vườn. Có rất là nhiều cây xanh, có lối đi vào rất là đẹp và dễ thương luôn. Và bên đây là có dàn lan bên trên, được treo rất là nhiều lan và làm những cái lan bên trên rất là đẹp này quý vị. Một trệt một lầu đúc thật nhá. Thiết kế đẹp, xinh, sang trọng và ấn tượng. Giá bán là 6.900.000 đồng, còn thương lượng trực tiếp với chủ, hỗ trợ vay ngân hàng. Quý vị có bác cô chú quan tâm căn này thì alo ngay về cho em theo số hotline 0918 178 647. Một căn biệt thự mini phố nằm ngay trung tâm của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, với hướng chính là hướng Đông Nam và đang được chào bán với giá tốt. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.